Giữ chặt tay anh. Ôi, chiếc váy này đẹp quá, phải vào xem mới được. Chào chị ạ, chị muốn tham khảo gói chụp váy cưới phải không ạ? Đúng vậy, tôi có thể xem những mẫu ảnh chụp ở đây được không? Dạ được chứ, mời chị ngồi. Alo, em à, chiều nay mình qua chỗ cửa hiệu váy cưới Lạc Lạc để thống nhất gói chụp nhé. Ờ, khoan đã anh à, cái Nga bạn em giới thiệu cho một vài chỗ nữa, em muốn đi tham khảo xem sao. Còn tham khảo thêm nữa hả? Em đã tham khảo cả chục nơi rồi còn gì. Nhưng em vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý cả. Chiều nay tan làm anh chở em đi nhé. Thôi được. Thế nhé, gặp lại anh tối nay. Hiệu vừa nãy đẹp mà giá mắc quá đi mất. Kinh phí của tụi mình có hạn, không chụp được chỗ mắc như thế đâu em à. À phải rồi, em còn nhớ thằng Hùng bạn anh không? Nó cũng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đấy. Anh tính hay là mình đi thuê váy với trang điểm, rồi đến mấy địa điểm đẹp nhờ nó chụp cho một hai kiểu, rồi phóng to lên treo ở hai nhà là được rồi. Hả, cả đời người ta chỉ chụp ảnh cưới có một lần thôi mà anh còn muốn đại khái như thế ấy, hả? Đấy là anh muốn chọn phương án tiết kiệm chi phí để dành tiền sau này còn nhiều việc phải tiêu nữa. Chứ ảnh cưới chụp nhiều rồi sao cũng bỏ xó thôi. Bạn bè anh cưới xong đều nói thế. Bạn anh, lúc nào cũng bạn anh. Anh cưới bạn hay là anh cưới em chứ? Anh dừng xe lại đi, em tự về được. Ơ, em giận đấy à? Anh xin lỗi mà, đấy là anh nói thế thôi. Nếu em không thích thì thôi vậy. Em không giận, nhưng em không thích cái cách anh lo cho đám cưới. Cái gì anh cũng tính qua loa đại khái. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không chứ? Anh xin lỗi mà, em cũng biết anh trước giờ tính tình thô kệch, nhưng anh không muốn cố ý làm cho em buồn đâu. Chuyện gì đại khái còn chấp nhận được, nhưng những chuyện liên quan đến đám cưới thì phải chỉnh chu. Vì nó còn là thể diện của em nữa, còn họ hàng, bạn bè em nhìn vào nữa chứ. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa được không? Em muốn chụp ảnh như thế nào thì cứ chọn, anh sẽ theo ý em mà. Tha cho anh lần này thôi đấy, đừng có việc gì cũng tính toán qua loa nữa đấy nhé. Vâng, thưa vợ, chồng biết lỗi rồi. Đáng ghét. Nguyệt. Ủa, Vân đấy hả? Vẫn đang nghiên cứu ảnh cưới đấy hả? Ừ, vẫn chưa chọn được chỗ bà. Chỗ đẹp thì đắt quá, chỗ rẻ thì ảnh đúng là chẳng ra sao. Anh Hiệu thì thế nào cũng ừ được, chỉ có mình lo thôi, mệt ơi là mệt. Đừng có ủ rũ nữa, tôi giới thiệu cho bà chỗ này, bảo đảm bà sẽ hài lòng. Chỗ nào thế? Chính là cái này nè. Chỗ này hiện nay đang hot lắm đấy, chi phí rẻ, phải đi hơi vất vả một chút, nhưng bù lại lại có những góc chụp độc và lạ nữa, lên ảnh cứ gọi là lung linh luôn. Tôi có đứa em mới chụp ở đây, nó khen lắm. Đẹp thật đấy, giá lại hạt rẻ nữa. Cảm ơn bà nhiều lắm nhé. Ôi, mệt quá. Em trúng gió rồi hay sao ấy? Nhức hết cả đầu. Em có sao không? Hay là bảo họ nghỉ một lát? Không sao. Em chỉ cần nghĩ đến chúng mình sẽ được bộ ảnh đẹp là em thấy vui rồi. Anh chị đứng trên mỏm đá kia giúp em nhé. Lấy cảnh như đứng trên nền trời luôn. Nhưng đứng chỗ đó nguy hiểm lắm. Cẩn thận một chút là được mà anh. Chỗ đó chụp mới độc chứ. Cẩn thận đấy em. Cô dâu giang tay ra. Người hơi ngã về phía trước. Chú rể đứng sau giữ tay cô dâu. Cô dâu xoay người lại. Chú rể làm điệu bộ cõng cô dâu. Ôi! Cứu em ơi! Đừng lo, anh sẽ cứu em lên. Cố gắng lên. Anh bị chảy máu nhiều quá. Tại em hết. Không sao đâu em. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện gấp. À, anh ăn thêm đi cho mau lành vết thương. Anh tự gấp được mà, em không cần phải đút như trẻ con thế đâu. Nhưng em muốn làm thế, em muốn chăm sóc anh thật chu đáo cũng không được hả? Được, được chứ. Anh mong còn trả hết nữa là. Anh nè, sau lần chụp ảnh cưới vừa rồi, em nhận ra ảnh cưới hào nhoáng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Tình cảm chân thành mới là quan trọng nhất. Nếu lúc đó anh không ngại đau đớn nắm chặt tay em, thì giờ em đã...
em quan trọng như thế, tất nhiên anh phải nắm chặt thật rồi. Thậm chí có bị thương cả hai tay anh cũng cam lòng ấy chứ. Gớm, anh cũng biết nói câu sến sẩm thế cơ à. À anh ơi, hôm trước em copy những tấm ảnh cưới, có một tấm đặc biệt lắm. Thợ ảnh vô tình chụp lại lúc em sắp ngã đấy. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra được là lại có tấm ảnh cưới như thế này nhỉ. Khuôn mặt em lúc đó kỳ cục thật. Anh này, em sẽ giữ lại tấm này. Nó nhắc cho em biết em đã cưới được một người tuyệt vời đến thế nào. Chuyện ngày mưa. Lý thuyết hôm nay chúng ta học khá khó. Thầy đã đăng ký với khoa sắp xếp một buổi thực hành để các em hiểu hơn về nguyên lý này. 4 giờ chiều nay, tất cả các em nhớ có mặt tại phòng thực hành nhé. Dạ. Được rồi, các em nghỉ. Chết rồi, chiều nay mình có lịch làm thêm. Bà chủ khó tính lắm. Lại đúng giờ quán bắt đầu đông khách. Phải làm sao đây? Dạo này bài vở nhiều thế mà cậu vẫn làm thêm ở quán ăn hả? Ừ, phải tranh thủ thôi. Lại sắp phải nộp học phí rồi. Bác ạ, chiều nay cháu có tiết học quan trọng ở trường. Cháu xin phép về sớm được không ạ? Cháu sẽ làm bù vào hôm khác. Cô hay xin nghỉ, lại còn xin về sớm. Nếu mà không theo được thì bảo để tôi còn liệu. Bác thông cảm, lịch học của cháu có chút thay đổi ạ. Cháu không kịp báo trước, xin bác tạo điều kiện giúp cháu. Nếu không vì thông cảm với cô thì tôi đã thuê người khác lâu rồi. Lần này tôi sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng vậy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng ạ. Ôi, trời mưa to quá. Mưa thế này làm sao đến trường được đây? Buổi thực hành này quan trọng, bỏ thì làm sao hiểu được bài. Thôi phải đi ngay mới được. Trời mưa to thế này vẫn đi học hả? Đường đến trường lại xa thế, nghỉ học một buổi có làm sao? Dạ, bài học hôm nay rất quan trọng, mưa gió chắc cũng phải đi ạ. Thôi cháu phải đi ngay kẻo muộn giờ lên lớp đây ạ. Con bé này thật có ý chí. Dẫu mình có mắng nó hay nghỉ làm, nhưng phải công nhận là con bé ham học. Dạ, mấy đứa con nhà mình cũng chăm chỉ học hành như con bé thì tốt biết mấy. Chắc muộn giờ rồi. Sao các bạn đến muộn thế nhỉ? Cũng không thấy thầy giáo đâu. Chờ một lát xem sao. Đã 4 giờ 15 rồi. Sao không có ai đến thế này? Alo, Hoa à, muộn rồi sao vẫn chưa tới vậy? Cũng không thấy các bạn đâu nữa. Cậu đến lớp rồi à? Mưa to thế này đến làm gì? Đến ướt hết người còn học hành gì nữa. Mà cậu thấy có ai đến đâu, về đi. Mình ngốc quá. Biết thế này thì ở lại làm, đã bị bà chủ trách, lại còn mưa ướt hết người. Cả lớp có ai đến đâu, chẳng lẽ cả thầy cũng vậy? Em chào thầy ạ. À, các bạn đâu hết rồi, có mình em đến thôi sao? Chắc tại mưa lớn quá, vẫn chưa thấy bạn nào tới ạ. À, cũng muộn rồi, chúng ta cứ bắt đầu buổi thực hành thôi. Thế còn các bạn khác ạ? À, thầy sẽ tính sau. Em hiểu bài rồi chứ? Em hiểu rồi ạ. À, cảm ơn thầy vì dù có mình em tới lớp, thầy vẫn giảng bài. Em đã nghĩ mình thật ngốc khi mưa to gió lớn thế này, xin nghỉ việc để rồi bị trách, chạy vội đến lớp và không thấy ai. Trong tất cả học sinh, chỉ có mình em đến học. Em biết không, mưa gió như một cái sàn,
Những người lười biếng và ngại khó sẽ bị sàng qua hết, chỉ còn lại những ai can đảm và không sợ khổ cực. Dù có thể không phải là học sinh thông minh nhất, nhưng qua đây, thầy chắc rằng em là một trong những học sinh nghị lực nhất. Trao đề nhất định em sẽ thành công. Dạ, em sẽ ghi nhớ lời thầy, sẽ không bao giờ để mưa gió cản trở bước đi của mình. Tiêu phung phí. Xem nào, lắp cái ao kia đi, rồi xây cái nhà 4 tầng. Sau đó làm vườn cây với đủ loại cây cảnh. Nhà mình khác gì ở thành phố đâu. Chú Tư à, thím nhắn chú ra đồng, cắt nốt đống gốc rạ để gieo mạ cho kịp thời vụ. Bác vừa đi cày về đấy à? Ừ, tôi cày nốt thửa ruộng để còn cấy. Tranh thủ lúc họ tháo nước vào ruộng. Em thật không hiểu bác đấy. Tiền đền bù đất của nhà bác tính hàng tỷ ấy, ăn cả đời còn trả hết. Sao bác cứ phải khổ sở thế nhỉ? Ôi trời, miệng ăn thì núi lở. Tiền tỷ mà không biết tiết kiệm chắc bớt thì cũng hết. Mình là nông dân, sống nhờ đất. Giờ người ta lấy hết đất rồi, thì biết làm gì để kiếm sống? Phải biết tiết kiệm chứ chú. Hồi xưa bố mẹ đã dạy anh em mình thế rồi còn gì. Bác nói thế nào chứ? Tiền ấy ăn xài đến hết đời bác mà sao hết được? Bác về lo xây nhà, sắm sửa trang hoàng nhà cửa, rồi hưởng thụ cuộc sống đi thôi. Tôi nghĩ nhà có ít người, xây cái nhà vừa đủ thôi. Sau đó dành tiền gửi tiết kiệm cho các cháu ăn học. Tôi và nhà tôi sẽ làm thêm nghề tráng bánh, trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đúng là mãi chả thoát khỏi cái lũy tre làng. Bác mãi không thoát được cái tư tưởng trồng lúa. Thế này á thì bao giờ làng mình mới thành phố được? Vâng, tôi cứ ăn chắc mặc bền vậy. Chú ra đồng giúp thím đi, tôi về đây. Đúng là hai lúa, quê một cục. Giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách đi chứ. Hôm nay xã mở lớp dạy nghề cho bà con. Ông không đi học hả? Sao mà phải học? Học cái nghề sửa xe máy á, rồi dầu mỡ bám tay cả ngày. Giờ nhà mình có của ăn của để rồi, sao phải khổ chứ? Phải lo xa chứ ông. Mà mấy cái cây cảnh mấy trăm triệu ông sắm thế kia lãng phí quá. Mấy cái đó không cần thiết. Bà đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Hay chết có mang tiền đi được không? Hưởng thụ đi. Đó, mình xem. Bác năm chăm chỉ thế kia chứ ai như mình. Sao hai anh em ruột mà tính tình khác nhau thế chứ? Cái lão gàn dở. Tiền có chất đóng còn không biết đường hưởng thụ. Ông thật là. Ông Tử ơi, có nhà không? Ông cứ đàn đúm tụ tập với mấy lão long bông ấy đi, chẳng hay ho gì đâu. Tôi xin ông cứ cờ bạc suốt ngày, rồi có ngày của nã đổ nón ra đi hết. Ơ hay, bà có thú vui của bà, tôi có thú vui của tôi, lằng nhằng. Thôi tôi đi đây. Mình về rồi à? Đừng có động vào tôi, lần nào cũng thua, rõ chán. Trời ơi, ông sao lại đổ đốn ra thế này hả trời? Lỗ những gần một nửa, đúng là bọn cắt cổ người. Thôi, hôm nay phải gỡ bằng được cho bỏ tức. Đấy, tôi nói có sai đâu. Ông không chịu làm ăn, chỉ ham cờ bạc. Giờ thì... Bà có im đi không? Hôm nay tôi quyết chơi quả to để lấy lại tất cả. Bà khóc lóc thế đen đủi lắm. Tránh ra. Ông Tư, số tiền ông nợ chúng tôi đã quá hạn một tuần rồi. Giờ ông tính sao đây? Tôi chưa có tiền trả.
Các anh thư thả cho tôi ít bữa. Anh còn căn nhà này, giờ viết giấy gán nợ đi. Không được, đây là mảnh đất Hương Hỏa ông bà để lại, tôi không thể bán nó. Ông định giở trò à? Có chuyện gì thế? Các anh đánh người, tôi báo chính quyền đấy. Ông hỏi nó xem, vay nợ chồng chất không có tiền trả, bảo gán căn nhà thì không chịu, chúng tôi còn phải làm ăn chứ. Thôi các anh cứ về đi, rồi sẽ có tiền trả cho các anh mà. Bác, em lấy đâu ra tiền mà trả? Chú yên tâm, tôi có một ít tiền tiết kiệm, sẽ cho chú mượn để trả nợ. Còn căn nhà này thì nhất định không được bán. Được, cuối tuần chúng tôi sẽ trở lại. Đội ơn bác nhiều lắm. Em thật không phải vì trước nay cứ dè biểu khinh thường bác. Đúng là có tiền mà không biết tiết kiệm, ăn chơi hoang phí thì cuối cùng cũng sản nghiệp thôi. Anh em ở trong nhà mà, chú còn khỏe, còn làm được việc thì không lo đói. Từ mai, nếu như chú không chê á, thì sang học nghề tráng bánh đa với tôi, rồi gây dựng lại từ đâu. Cảm ơn bác, bác đã cứu sống em rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.